sân hoàng pháp tràn đầy, người người vui hớn hở tiếng niệm Phật cao bay. Hôm nay tu một ngày chùa hoàng pháp vang đầy, lời nguyện cầu tha thiết nguyện vang xanh phương Tây. Người về từ phong ba chùa hoàng pháp nguy nga, một ngày chư phiền não Nam Mô A Di Đà. Tu một ngày còn vượt thoát nghiệp dày, mở vòng tay nhân ái thiên bản xin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là khóa tu một ngày đầu năm của năm Tân Mão. Nhân khóa tu này, chùa Hồng Pháp tiếp tục tổ chức chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ thứ 28. Đến chứng minh và tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Và vì sẽ giải đáp những câu hỏi xoay quanh chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ này, chúng con xin thành kính giới thiệu Đại đức Thích Trí Huệ đến từ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng không quên sự hiện diện đông đảo của quý thiện nam tín nữ Phật tử đã về tham dự trong ngày tu hôm nay. Kính chúc quý vị an lạc và tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trong cuộc sống, ai trong chúng ta ít nhiều gì cũng gặp những khó khăn, trở ngại, thậm chí là các mối quan hệ trong xã hội và công việc của chúng ta. Đa phần ai cũng nghĩ rằng là những điều đơn giản dễ làm, nhưng thực tế lại khác. Có những lúc chúng ta cảm thấy mình bế tắc, thậm chí là khổ đau. Cũng thế, những Phật tử mới sơ cơ bước đầu học Phật thì còn rất là nhiều bỡ ngỡ và có những nhận thức thậm chí là sai lầm, dẫn đến quá trình tu tập của chúng ta không được trọn vẹn cho lắm. Nhận thức được vấn đề này, cho nên chùa Hoằng Pháp đã tổ chức những chương trình Ánh Sáng Phật Pháp nhằm tháo gỡ những hoài nghi bế tắc trong quá trình quý vị chúng ta học Phật. Chính vì vậy, giờ này xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Kính bạch Thầy, con có xem đĩa chương trình Ánh Sáng Phật Pháp của chùa. Quý Thầy dạy mỗi khi gặp ma thì niệm Phật hoặc trì chú là ma vương sợ và biến mất, tức là Phật lớn hơn ma. Nhưng sao con thấy có câu nói Phật cao một thước, ma cao một trượng. Nếu vậy thì ma lớn hơn Phật, thì khi gặp mà niệm Phật trì chú, sao ma biến mất được? Kính mong Thầy hoan hỷ giảng cho chúng con nghe. Đây là câu hỏi đầu tiên của chương trình, và xin mời quý vị chúng ta trong trọng to tay thật lớn để cung thỉnh phần trả lời của Đại Đức Giảng Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con xin kính chúc Thượng tọa chủ trì cùng toàn thể chư tôn đức tăng và quý vị Phật tử có một ngày bình an, một năm bình an và cả đời bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Để trả lời cái câu hỏi này thì điều thứ nhất, chúng tôi xác quyết cái câu nói này là câu nói của dân gian, chứ không phải câu nói ở trong kinh. Trong kinh không có nói cái câu là Phật cao một thước, ma cao một trượng, hay là nói những câu tương đương như vậy. Cái ý nghĩa của câu nói này có nghĩa là nói là Phật cao tới đâu thì ma cao tới đó. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thắc mắc là nghe quý Thầy giảng dạy là mỗi khi mà chúng ta gặp ma, chúng ta niệm Phật thì ma tự nhiên biến mất,
Nhưng mà Phật cao tới đâu, ma cao tới đó, thì đâu có ai hơn ai đâu mà sợ, phải không? Quý vị nên mới thắc mắc như vậy, thì chẳng lẽ mình trì chú, mình niệm Phật thì đâu có được cái kết quả gì đâu khi mà mình gặp ma. Như vậy thì quý vị Phật tử, có một số cái câu chuyện vui người ta kể như thế này. Bữa trước có cái cô Phật tử đi ngang một cái làng nọ rất là vắng vẻ, cái tự nhiên á, cô gặp một cái bóng người đi ngang, và cái bóng người đó đi cái chân nó không có chạm đất. Cái cô nhìn thấy sợ quá, cô chắp tay, cô niệm Phật quá chừng luôn, tự nhiên nó biến mất. À, quý vị, và cũng có cái chú Phật tử á, ngủ hay bị bóng đè, tất nhiên là ma đè đó, không biết ngủ trên cái giường đó như thế nào đó, mà tự nhiên thấy có người nhảy lên mình cái mình cứng đơ, không nhúc nhích được, cái miệng la cũng không được. Thì lúc đó chú tâm, chú niệm Phật một chút, cái tự nhiên nó nhẹ, cái rồi cái qua cái cơn đó. Và cũng có nhiều người sử dụng trì chú trong những cái trường hợp đó thì nó tan biến đi. Nên là quý Phật tử mới bảo nhau là mỗi khi ma nhát hoặc bị ma đè, chúng ta niệm Phật có Long Thiên hộ pháp gia hộ, và chúng ta vững vàng lên thì tự nhiên ma nó biến mất. Thì như vậy thì được truyền tụng trong dân gian, và quả nhiên cũng lại như vậy. Có nhiều người làm như vậy thì có kết quả tốt. Như vậy thì chúng ta thấy là mỗi khi chúng ta niệm Phật hoặc chúng ta trì chú thì dĩ nhiên nó có những cái kết quả xảy ra theo cái công phu tu tập của chúng ta. Với cái câu á, là Phật cao tới đâu thì ma cao tới đó, đây là dân gian lấy sự mà diễn lý, lấy cái sự vật hiện tượng ở bên ngoài để nói cái ý nghĩa ở bên trong. Nên bây giờ chúng ta phải nói với nhau về như thế nào gọi là ma, như thế nào được gọi là Phật. Như vậy thì theo kinh sách thì ma trái ngược lại với Phật. Phật, ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi, gọi là năng nhân tịch mặc, có nghĩa là năng lực từ bi và thiền định tĩnh lặng của nội tâm. Như vậy thì Phật là thể hiện sự tĩnh lặng của nội tâm, còn ma là thể hiện với cái động. Nên Phật là xa rời tất cả các cái sắc tướng, còn ma là động, là ảnh hưởng bởi tất cả các sắc tướng. Nên đạo của ma là đạo của ngũ dục. Danh, lợi, tình, ăn, uống, ngủ, nghỉ là đạo của ma. Còn đạo của Phật là đạo xa rời những sắc tướng, sống theo hạnh viễn ly, yểm ly, tri túc, thiền định, trí tuệ, đầy lòng từ bi thương xót vô lượng chúng sanh. Đó là đạo của Phật. Nên khi mà mình thấy ở trong dân gian, đạo Phật đã truyền vào trong đất nước Việt Nam ta cũng như trên toàn thế giới, thì nói tới Phật thì dân gian sẽ hình dung ra được là từ bi, là thương yêu, là bình đẳng. Còn nói tới ma thì dân gian hình dung ra một cái vọng động không biết thương yêu và tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Có nghĩa là ma là đại diện cho cái ác, còn Phật là đại diện cho cái thiện từ chính cái bản tâm của mình. Như vậy thì mỗi khi mình làm một cái việc gì đó lành thiện, nó tự nhiên có người ngăn cản. Tại sao họ lại ngăn cản? Đó là ganh tị đó quý vị. Nên mình làm tới đâu thì có người đi theo ngăn cản tới đó. Nên ta nói là Phật đến đâu thì ma đến đó. Và trong bản thân của mỗi con người của chúng ta cũng có hai thành phần: tâm Phật và tâm ma. Tâm Phật là chân tâm lẳng lặng tịch tịnh, mà Kinh Pháp Hoa dụ cho đó là Duyên Ngọc, và Thiền Tông cũng dụ đó là Duyên Ngọc, là ông chủ nhân ông. Còn tâm ma là tâm vọng động, là tất cả các tâm phiền não. Bây giờ ví dụ, ngày xưa tới nay chúng ta không biết cúng dường bố thí, đi đến chùa Hoằng Pháp tu thì Thượng Tọa dạy rằng là Phật tử phải biết cúng dường bố thí, làm cái nền tảng ban đầu, làm cái phước đức để bao chụp xung quanh ta, để hầu cái đó là những cái nấc thang chúng ta bước lên con đường Phật đạo. Tự nhiên ấy, mình đem ra 100.000 mình cúng dường, cái đầu đấu tranh rồi đó quý vị. Đấu tranh trong tư tưởng, không muốn là 100.000 nhiều quá, thôi cúng 50 thì cái đưa ra 50 cái tính bỏ vô tùng tam bảo. Vừa đưa ra cái thấy cũng nhiều quá, thôi 20 đi. Cái đưa ra hồi, này là sự đấu tranh nha,
đấu tranh giữa cái mà vị tha và cái ích kỷ của mình, tức như là một bên cái ác, một bên cái thiện, luôn luôn lúc nào cũng tồn tại. Thiện đi đến đâu thì ác đi đến đó. Dân gian ta nhìn thấy như vậy, nên dân gian ta mới nói là Phật cao bao nhiêu thì ma cũng cao bao nhiêu đó. Nhưng xét về lĩnh vực Phật học mà nói, chúng ta không thể so sánh được quý vị. Phật với ma không thể so sánh được. Tại Phật là trạng thái tịch tịnh, tịnh lặng của nội tâm là Niết Bàn. Còn ma đang nằm trong một cái thế giới tương đối. Phật là tuyệt đối, mà tuyệt đối không thể nào so sánh với tương đối được. Tương đối thì so sánh với tương đối có thấp, có cao, có nhỏ, có lớn. Còn Phật là tuyệt đối rồi, nên phi ngôn ngữ, phi sắc tướng, phi âm thanh, không hình, không dáng thì làm sao so với cái vọng động, so với cái hình dáng được, đúng không? Như vậy thì do tâm của con người phân biệt nên mới có thấp, có cao. Chứ đối với tâm Phật thì là bình đẳng rồi, để đạt đến trí tuệ bát nhã rồi, nên không có thấp, không có cao. Nên kinh Bát Nhã nói là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm rồi. Đó là không cao, không thấp, mà do con người mình cố chấp, con người mình suy nghĩ, vọng động mà gây ra cái ý thức phân biệt có thấp, có cao. Nói như vậy thì mình mới hình dung được là ở trong thế gian này người ta đang so sánh. Có nhầm khi người ta so sánh Phật nào lớn hơn Phật nào nữa. Ví dụ như Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật nào lớn hơn. Mình lấy cái tư duy của mình so sánh rất là sai. Phật với Phật không có lớn hơn, tại trong một trạng thái tuyệt đối. Còn cái lớn cái nhỏ là tương đối. Mà mình đem cái tuyệt đối, mình so sánh cái tương đối, mình đã sai từ ở ban đầu rồi. Tuy nhiên chúng ta lật trong lịch sử của Phật giáo, chúng ta đang nói đề cập tới ma ở trong đạo Phật. Và trong kinh sách nói rằng không phải chỉ có ma hiện ra ở ngoài trước mặt ta đâu quý vị, mà có tất cả bốn cái loài ma lận. Và ma này luôn luôn lúc nào cũng đi theo cản trở, phá hoại, ngăn che con đường Phật đạo. Ma là thể hiện cho sự vô minh, Phật là thể hiện cho dòng trí tuệ. Nên có bốn loại ma, thứ nhất là tử ma, thứ hai là thiên ma, thứ ba là phiền não ma, thứ tư là ngũ ấm ma. Nếu người nào tu vượt qua bốn loài ma chướng này thì người này bước đến con đường Phật đạo, niệm Phật nhiếp tâm vào tam muội chánh định, nhất tâm bất loạn rất là dễ dàng. Cái thứ nhất là tử ma. Tử ma là một cái loại mà ông bà ta thường hay kể lại quý vị, là cái ở bên ngoài, cái người chết đó, do họ không có tu hành, họ không có cầu về Tây Phương Cực Lạc, họ không thể nhập được Niết Bàn, và họ chưa phá bỏ pháp chấp để tái sanh vào cảnh giới khác, đó là thân trung ấm. Nên thường thường á, ông bà thường hay kể lại là gặp ma như thế này, gặp ma như thế kia, cái đó là những cái câu chuyện ma kể lại. Như vậy thì đó gọi là tử ma, là người chết đã hiện về nhát những người sống, mà được đồn đại có những người thấy, có những người không thấy, hoặc là hai người đi chung mà một người thấy và một người không thấy. Nói chung tử ma là cái người mất và chưa đi cảnh giới khác, họ còn vương vấn ở cảnh giới này, người ta gọi là thân trung ấm, đó là tử ma. Thì nó không làm gì được ta hết quý vị. Nước sông không phạm nước giếng, có nghĩa là mình không làm gì cho người ta quán thù thì họ không bao giờ hại mình được. Chỉ cần mình nhiếp tâm niệm Phật, giữ tâm chánh niệm là không bao giờ hại được mình. Cái thứ hai nữa là thiên ma. Thiên ma là ma ở trên cõi trời thứ sáu, tức là cõi trời tha hóa tự tại thiên. Và vua của loài ma này người ta gọi là ma vương, còn có ma dân và ma nữ nữa. À, quý vị, tại sao ma mà sanh ở cõi trời? Mà cõi trời trong kinh Thập Thiện Đức Phật đã thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La, thì Đức Phật dạy người nào hành thập thiện mới có cơ hội sanh cõi trời. Có nghĩa là làm phước rất là nhiều phải không? Mới sanh cõi trời. Mà tại sao ma lại sanh cõi trời? Là chúng ta tu đó quý vị, mà chúng ta làm phước, bố thí cúng dường, cầu phước, tâm ma xuất hiện, đúng không? Chúng ta tu mà chúng ta còn cầu cái này, cầu cái nọ, cầu thành cái này, thành cái kia, phước quá nhiều sanh cõi trời. Mà chính cái tâm ham muốn mong cầu này tái sanh vào loài ma. Phước nhiều cực kỳ thì thành ma vương, nhỏ nhỏ thành ma nữ, nhỏ nhỏ nữa thành ma dân. Như vậy thì mình lật ra cái trang sử của Phật giáo. Khi Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, thì cái đêm 49 khi sao minh tinh vừa mọc, tức là 3 giờ sáng, Đức Phật chứng được tam minh. Thì lúc đó
ma vương ở trên cõi trời mới thấy là Đức Phật là một vị Bồ Tát thể hiện xuống thế gian chứng đạo Phật, thì sau này đạo Phật sẽ được Đức Phật rải ban khắp cõi ta bà, thì đạo ma bị co cụm lại. Tại Phật là thanh tịnh, ma là động loạn. Thanh tịnh đến đâu, ánh sáng đến đâu thì bóng tối tan dần đến đó quý vị. Nên lực lượng của ma chướng bị mất quyền lợi. Vì cái lý do là bị mất quyền lợi này ở trong tương lai, nên ma đã thị hiện xuống ở dưới thế gian, ma đã biến xuống thế gian. Ở bên ngoài thì hóa ra lửa, hóa ra nước, binh đao chặt chém Đức Phật, làm cho tâm của Ngài hoảng sợ, không thể tập trung vào thiền định được. Và trong tâm của Ngài đó thì ma cũng nhảy vào ở trong từng thiền định đó, và ma biến ra những điều ví dụ như là về tình riêng, tình nhà, tình vợ, tình con, để hòng làm lung lạc tinh thần của một vị tu sĩ, không cho nhập thể nhập vào thiền định để chứng đắc quả vị cuối cùng là quả vị Phật. Nhưng cuối cùng ma vương làm đủ cách hết, không thắng được Phật quý vị, và Đức Phật đã thành chánh chánh quả, đắc quả quả Phật. Và ma vương mới thề một câu rằng: từ đây đến lũy kiếp về sau, nếu có ai tu theo đạo Phật, tức là đệ tử của Phật, là con của Phật, thì ma vương sẽ biến ra nơi đó và cho ma dân ma nữ đi đến đó phá cho bằng được cái đạo của Ngài. Và ma đã hứa điều đó. Nên ngày hôm nay ai tu hành phát tâm tu giải thoát giác ngộ chánh pháp thì đều có ma kế bên á, mà phá mình liền quý vị. Mình vừa tu tu một cái á, ở đây mình tụng kinh, bên kia bắt nhạc, cái đó thấy ma cháu của ma đó quý vị. Mình tu gặp cái hoàn cảnh này hoàn cảnh kia ngăn cản, mới vừa tính ngồi thiền ông chồng cầm chai rượu đi về la sùm hết trơn rồi, làm sao mà thiền định được, phải không? Cái đó là cái phá ở từ ở phía bên ngoài, thì lực lượng đó làm tử ma và lực lượng của ma trên cõi trời. Như vậy thì ở đây đề cập tới ma vương phá, quý vị chưa được diễm phúc được ma vương khóa đâu quý vị. Các vị Bồ Tát, thanh văn, duyên giác, các vị sắp đắc quả Phật kìa, thì vua của loài ma mới đến phá. Còn chúng ta thì chỉ có ma dân, ma nữ, ma con, ma cháu phá thôi, chứ chưa tới lượt ma vương đâu. Nên đừng có sợ ma vương ở đây. Và còn hai loài ma nữa là ngũ ấm ma và phiền não ma. Ngũ ấm ma là gì? Đức Phật dạy thân của chúng ta là thân của ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc tướng ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là cái nhận lãnh của tâm. Ví dụ như người ta chửi, cái tự nhiên về nhớ đó, giữ luôn trong tâm nổi sân à. Đó gọi là thọ, là nhận lãnh. Còn tưởng là mình suy nghĩ đầu này, suy nghĩ đầu kia là tưởng. Còn hành là hai cái chập tư tưởng, nhiều chập tư tưởng liên tục cuốn theo gọi là hành. Từ đó mình mới phân biệt được cái này lớn, cái này nhỏ, cái này đúng, cái này sai, gọi là thức. Từ phân biệt được đẹp, xấu, đúng, sai nên sanh ra tâm yêu ghét, mới thọ lạc, thọ khổ, hoặc là thọ không lạc, không khổ. Nên sắc, thọ tưởng hành thức, sắc là cái hình dáng bên ngoài, thọ tưởng hành thức là cái tâm ở bên trong của chúng ta. Nên dân gian thường gọi là hồn và xác, hoặc là thân và tâm, từ của nhà Phật gọi là danh và sắc. Nên tại sao cái ngũ uẩn này, ngũ ấm này, năm nhóm chất chứa mà được ghép vào loài ma, ma nó động, nó cản trở trên bước đường của Phật đạo quý vị. Ví dụ như chúng ta có cái sắc tướng, phải không? Cái chúng ta về nhà chúng ta chăm chút cái sắc tướng không à? Kéo đây, quét bên kia, nhộm bên nọ, sơn bên nọ, sơn bên kia, quên tụng kinh. Phải không? Cản bước đường chưa? Chúng ta là chấp vào cái thân và cái tâm của mình. Cái đó là chấp vào ngũ uẩn. Mà quý vị đọc tác phẩm của Hòa Thượng Thanh Từ là tác phẩm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh diễn giải đó, thì Hòa Thượng nói là chúng ta có hai cái pháp chấp, chấp vào thân và chấp vào tâm. Do chấp vào thân này mình muốn giữ cái thân hoài đó, nên chết rồi không vãng sanh được mà giữ ở ngoài mồ với quý vị. Cái này quý vị muốn biết nghiên cứu bên các nhà ngoại cảm á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề này. Còn mình chấp vào tâm của mình á, thì nhiều pháp chấp lắm. Cái gì mình cũng nói mình đúng hết trơn á. Cái ý kiến mình đưa ra là mình phải bảo thủ cái ý kiến đó. Còn giận ai thì giận suốt đời, không bao giờ tha hết á. Đó là pháp chấp của tâm á quý vị. Còn gặp người ta tự nhiên ganh tị à, ta hơn mình ganh tị à. Còn mình hơn người ta mình ngã mạn à. Rồi người ta động tới mình tự ái à. Mình hay hơn người ta mình tự hào à. Tự cao rồi tự mãn. Rồi cuối cùng
thành cái dòng nghiệp tự tử. Những cái điều đó làm cho chúng ta cuốn theo, dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi qua con đường địa ngục ngã quỷ súc sanh. Cái đó không phải là tự chúng ta tự sát sao, đúng không? Đâu có lên Tây Phương Cực Lạc đâu. Những điều đó là những nghiệp ác, những nghiệp ma lôi kéo chúng ta hoài xuống. Nên chúng ta chiều theo cái bản thân của mình, nó khoái gì là chúng ta chiều theo cái đó hả? Mặc áo chàng đây được rồi, tu được rồi, đòi áo của Đài Loan. Cái mỏ bình thường tu được rồi, đòi mỏ của Đài Loan. Thấy không? Tu mà mình còn những cái tham muốn, tu mà mình còn những cái nhu cầu mà không phải nhu cầu để tu hành, mà cái nhu cầu để thỏa mãn thân và tâm của mình. Nên người ta gọi đó là trói buộc. Vì ma đưa đến con đường trói buộc, mình lệ thuộc vào tâm, bất thỏa mãn của tâm, lệ thuộc vào thân, bất thỏa mãn của thân. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo, dạy mình tu là tri túc, biết đủ thôi. Thiểu dục là hạn chế dục vọng xuống. Tại sao? Tại vì tất cả nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh, Đức Phật thuyết trong Kinh Tứ Niệm Xứ. Nên quý vị Phật tử, mình thấy được điều đó rồi, giờ mình tu mình hạn chế dục xuống một chút, tức bớt ham muốn một chút quý vị. Cái gì vừa no đủ sống thôi, chứ không cần ham muốn gì hết. Áo chàng thì áo chàng nào mặc cũng được, đừng mặc áo chàng màu đỏ vô đây thôi à. Mặc áo chàng màu lam vô vậy được rồi, giải gì cũng được, không sao, phải không? Vậy thì mình tu theo cái hạnh yểm ly, hạnh tri, tri túc. Như vậy là mình thắng được cái con ma này. Và con ma cuối cùng á, là con ma của phiền não. Ma này lớn lắm quý vị. Phiền não mà chữ não là buồn phải không? Còn chữ phiền cũng tương đương như vậy luôn. Vì cái tâm của mình sanh diệt dẫn đến phiền não, vui, buồn, hờn, giận. Các nhà khoa học chứng minh 70% gây ra bệnh là do thất tình đó quý vị. Không phải thất tình là nam nữ, thất tình tất nhiên là cái tình trần, tham sân si hỉ nộ ái ố trong tâm, ta gọi chung đó là thất tình. Là 70% sanh bệnh ra là do cái tình trần của chúng ta mà gây ra. Nên cái đó gọi là phiền não. Mà trong Đại Thừa Trăm Pháp, hoặc là trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận, hay là Vi Diệu Pháp, hay là người ta gọi là Di Thức Học á, thì phân tích cái tâm phiền não này ra nhiều cái tâm khác nhau. Quý vị nghiên cứu tiếp về cái phần này. Như vậy thì mỗi khi cái tâm mình nó khởi lên á, làm chướng đạo. Ví dụ như tu mười mấy hai chục năm mà ai đụng tới cái bồ đề gai, nổi lên cái sân lên, cái chửi mắng người ta, sân lên tìm cách phá hoại người ta, trở thành đi theo ma, đâu theo Phật nữa. Phật là độ lượng, là từ bi, là nhẫn nhục. Mà này mình cứ nổi sân lên hoài à, cố chấp hoài à. Như vậy là theo ma chưa? Như vậy thì mỗi khi chúng ta sân, mỗi khi chúng ta tham lam, mỗi khi chúng ta tật đố, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mười phương chư Phật nhiếp hộ gia hộ, chư thiên Bồ Tát gia hộ, và bản thân của chúng ta nỗ lực nhiếp tâm vào thiền định, thì lúc đó chúng ta còn tham lam gì nữa không? Hết tham phải không? Lúc đó miệng có nói bậy nữa không? Hết nói bậy phải không? Như vậy thì tâm của chúng ta sân cũng hết sân. Như vậy á, thì ma nó diệt đi trong tâm chưa? Bốn con ma, ma bên ngoài tử ma phá không được, thiên ma phá cũng không được luôn quý vị. Thiên ma phá được khi chúng ta khởi lên một cái tâm ác, khởi lên tâm vọng động. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Nếu chúng ta nhiếp trong câu niệm Phật không, không có cái gì phá được hết quý vị. Là tường đồng, là vách sắt. Còn chúng ta một lúc niệm Phật, cái chút niệm tới số đề, cái nhảy vô chỗ số đề nó phá đấy. Nó phá cho tan nhà nát cửa chỗ đó đó. Chút niệm Phật, cái chút niệm tới cái lá bài, nó nhảy vô lá bài nó phá đó. Niệm Phật chút ta rủ đi nhậu, nó nhảy vô cái ly rượu nó phá đấy. Làm cho tan nát cái nguyên lai bổn tánh của mình, phá luôn giới lực của nhà Phật, phá hết luôn, cuối cùng chúng ta về tay trắng luôn, còn gì hết nữa. Chết đi rồi đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh. Nên niệm Phật thì là được thân tâm mình thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì vượt qua bốn cái loài ma. Như vậy là niệm Phật ma chạy hết phải không quý vị? Đó là ma ở bên ngoài chạy, mà ma trong tâm mình chạy luôn. Do mình nhiếp tâm niệm Phật mà tu, tu thiệt nha. Niệm Phật niệm để cầu giải thoát giác ngộ nha, chứ không phải niệm Phật để cầu thần thông. Ma nó nhảy vô chỗ thần thông đó, gọi là tẩu quả nhập ma đó. Là tâm ham muốn là ma nó nhảy vô. Nên mình thoát khỏi tâm ham muốn, thoát khỏi tâm ái dục, sống yểm ly, tri túc, biết đủ mà sống, thì ma không còn cách để nhảy vào. Luôn luôn lúc nào cũng tâm Phật hết. Nên cái câu á, là mật cao một thước mà ma cao một trượng đó, thì không thể so sánh được. Tại vì nếu ai tu theo ngoại đạo, đắc quả cao nhất là chỉ được ngũ thông thôi. Nhưng mà ai tu Phật đạo, đắc quả cao nhất cái được lục thông, có nghĩa là hơn bên kia thông phải không? Đúng không?
Như vậy thì tu theo Phật phải hơn bên ma thằng thông chứ, đúng chưa? Như vậy là xét về kinh điển sự chứng đắc, tu Phật đắc cao hơn đắc ti. Cái thông thứ 6 đó gọi là lậu tận thông, có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi nữa. Còn tu theo các cái đạo của ngũ dục á thì là đắc chỉ có được 5 cái phần thần thông ngoài trước thôi, vẫn còn sanh tử luân hồi. Nên vào thời của Đức Phật có 96 mối đạo hoặc là 94 mối đạo. Chưa có một mối đạo nào vào thời Đức Phật mà chứng đắc được lậu tận thông. Chỉ có đạo Phật chứng được lậu tận thông thôi. Nên là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì có Tu Bạc Đà La lại hỏi đó, bây giờ phải tu theo đạo nào? Đức Phật là Ngài mới nói rằng nếu bất kỳ đạo nào có bát chánh đạo, mà nơi nào có bát chánh đạo thì nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn. Mà giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo thì tự ông muốn chọn cái nào ông tu à. Nên lúc đó Tu Bạc Đà La mới quỳ xuống xin xuất gia là người đệ tử cuối cùng. Nên ma không thể so sánh được với Phật quý vị. Nhưng ma có thể dẫn chuyển thần thông, ma có thể làm cho tâm chúng ta điên đảo, nhưng ma không thể dẫn cho chúng ta giải thoát luân hồi được. Nên ma không thể so sánh với Phật. Đây là câu nói dân gian. Xin kết thúc câu hỏi này. Anh Di Đà Phật. Xin hỏi quý vị Phật tử có ai gặp ma chưa? Vậy thì chúng tôi thấy qua cái phần trả lời của Đại Đức Giảng Sư, quý vị chúng ta đã nhận diện ra ma là như thế nào. Tử ma, thiên ma, phiền não ma và ngũ ấm ma. Thì quý vị thì chúng ta cố gắng là áp dụng những lời Phật dạy cũng như là cái phần chia sẻ của Đức Giảng Sư để chúng ta nhận thức được vấn đề và tu tập được tốt hơn. Sau này chúng tôi mời quý vị đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Kính bạch Thầy, con là Phật tử nên thường hay nghe băng thuyết pháp của quý Thầy. Thì có dạy thân người khó được, có phước lớn mới được làm người, ai cũng không được và không nên hủy hoại thân thể của mình. Vậy đối với việc các bậc cao tăng hủy hoại thân mình vì Phật Pháp như Hòa Thượng Thích Quảng Đức hay các vị khác tự chặt cánh tay, dùng nhang nóng châm trên đỉnh đầu, như vậy có mang tội không? Và làm như thế có ảnh hưởng gì đến việc giải thoát hay không? Mong Thầy hoan hỷ giải đáp. Đây là câu hỏi thứ hai của chương trình. Và sau đây chúng con xin cung thỉnh phần trả lời của Đại Đức Giảng Sư. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo truyền thống của Đông của chúng ta đó, thì thân thể này là do phụ mẫu, cha mẹ chúng ta sanh ra. Chúng ta không có quyền làm hủy hoại tự thân thể của mình và thân thể của người khác. Và khi hủy hoại thân thể của người khác á, thì được pháp lực bảo hộ. Và cái phần ý đầu tiên đó là thân con người khó được, quý vị. Thì trong kinh sách cũng nói rằng nhân thân thì nan đắc, có nghĩa là thân người khó được. Và một cái đoạn kinh cũng tả lại rằng nếu mà chúng ta sanh ra được làm người này khó, giống như một cái con rùa mù ở dưới sông, 100 năm mới nổi lên một lần. Và có một cái cây mà trong cây nó có một cái bọng, con rùa mù 100 năm nổi lên lần hên cái vô cái bọng cây. Như vậy là chúng ta sanh trong sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la và cõi trời, cõi người. Như vậy thì xây chuyển đến được làm người nó khó như con rùa mù chui vô cái bọng cây vậy quý vị. Tại sao làm người là khó được như vậy? Tại thân người có đầy đủ ngũ ấm và có đầy đủ trí tuệ. Nên nơi cái thân người này có thể chúng ta tu thành Phật được, mà các cái thân của các cái loài khác thì khó có khả năng tu thành Phật quý vị. Nên thân người quý là quý chỗ này nè. Nên quý vị đọc kinh Pháp Hoa đó, thấy loài rồng, rồng nữ á, tức là long nữ, muốn thành Phật cũng phải chuyển thân nữ thành thân nam, có nghĩa là thần thanh người nam, thì lúc đó mới thành Phật được quý vị. Chứ còn không phải chỉ trong thân rồng mà thành Phật. Đành rằng pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà không phải ai cũng có khả năng tu thành Phật trong pháp giới, chỉ trừ là con người có đầy đủ ngũ ấm. Tại vì khi thành Phật á, là có giác hạnh viên mãn, có từ viên mãn nên có đầy đủ ngũ ấm thì mới có khả năng tu thành Phật được. Cái đó là cái ý thứ nhất á, là thân người khó được, mà nếu mà chúng ta không tu thì uổng một kiếp người. Nên quý vị Phật tử mới thấy cái ý thứ hai là nói ra do cái thân người mình khó được như vậy,
thì nếu mà mình hủy hoại thân của mình như vậy là có tội hay không? Đối những các cái vị mà Bồ Tát như là Bồ Tát Quảng Đức hoặc là các cái vị chặt cánh tay như vậy thì quan niệm này thì có đúng hay không? Có ảnh hưởng gì đến Phật giáo cái sự tu hành hay không? Hay là những cái vị tu sĩ mà đốt liều ở trên đầu của mình, đốt ba liều ba chấm á, theo truyền thống của Trung Quốc truyền sang đây đó, thì như vậy là hủy hoại thân thể, như vậy thì có đúng hay không? Như vậy thì chúng ta mới xét cái phần á, hủy hoại thân thể là như thế nào. Có nghĩa là cái thân thể của chúng ta làm cho nó mất đi một phần thì gọi là hủy hoại thân thể. Điều này Đức Phật rất là quở trách. Nên một người tu sĩ hoặc một người Phật tử không được hủy hoại thân thể của mình. Cái này trong kinh Đức Phật nói. Sau khi Đức Phật thuyết về thân bất tịnh, các cái vị tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật nói về thân bất tịnh, cái về nhà thấy thân mình dơ quá, ghê gớm quá, tự giận hết rồi quý vị. Tự nhờ người ta giết mình chết để bỏ cái thân này và bị Đức Phật quở. Pháp của Phật nói ra để cho chúng ta giác ngộ mà dựa vào cái thân mình để tu, chứ không phải chúng ta kết liễu bỏ cái cuộc đời này để tu. Nên cái đó là một điều sai lầm, gọi là kiến chấp quý vị. Nên có một số vị đọc kinh Pháp Hoa mới thấy rằng là trong kinh Pháp Hoa nói là đốt tay cúng dường cho Phật, đốt thân cúng dường cho Phật. Cái bây giờ mình lên mình đốt cái tay mình hai ba lóng để cúng dường. Có nhiều người quấn vô đó quý vị, đốt hai ba lóng tay cúng dường cho Phật. Và đốt luôn cái thân của mình, mua 10 lít xăng về ngồi đốt thân của mình để cúng dường cho Phật. Như vậy thì cái chữ cúng dường từ ngày xưa đó, mà quý vị là xem công đức cúng dường của Thượng Tọa giảng đó, thì chữ cúng dường có nghĩa là chữ cung dưỡng, phải không? Cung dưỡng tức như là cung cấp tứ sự để cho một nhà tu có thể sống được mà tu hành. Như vậy thì mình đốt cái thân mình cúng được gì cho Phật chứ, đúng chưa? Đức Phật đâu có dụng cái thân của mình đâu, phải không? Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa là hệ thống kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý. Kinh điển Đại Thừa có tánh thi quá, kinh điển Đại Thừa có tánh ẩn dụ và thí dụ. Có nghĩa là qua cái sự việc đó mới nói rõ cái hàm ý ở bên trong. Ví dụ như nói gã cùng tử có một cái viên ngọc quý mà mình phải đi ăn mài. Cái viên ngọc đó là viên ngọc gì quý vị? Đó chính là chân tâm, là Phật tánh của chúng ta đó, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Mà chúng ta không sống với sự tĩnh lặng đó, mà chúng ta chạy theo đời, chạy theo vật chất phù hoa cám dỗ, nên chúng ta phải bị khổ đau với nó. Nên cái viên ngọc này chính là cái viên ngọc của Long Nữ đưa ra để cúng dường chư Phật. Mà trong kinh nói là viên ngọc này có giá trị bằng cả tam thiên đại thiên thế giới. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa nói rằng đốt thân để cúng dường cho Phật là mang ý nghĩa như thế này. Ngày xưa tới nay chúng ta hẹp hòi, chúng ta ích kỷ quý vị, cái gì chúng ta cũng sống cho mình hết á, chưa bao giờ chúng ta biết nghĩ tới người khác. Ngày hôm nay chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, mà kinh Pháp Hoa là Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là ngộ nhập vào cái tri kiến của Phật, là cái nhìn của chư Phật đối với pháp giới chúng sanh. Nên mình phát tâm Bồ Tát quý vị, biết sống vì người khác, biết sống vì người khác một chút có nghĩa là đốt cái tay của mình đó, còn biết sống vì người khác mà đem cả cái thân mạng này để phục vụ cho chúng sanh luôn, cái đó là đốt luôn cái thân của mình rồi đó quý vị. Đốt thân có nghĩa là hy sinh thân này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, người ta gọi là đốt thân. Mà đốt thân, cái thân này tượng trưng cho cái bản ngã của mình. Đốt thân là chúng ta diệt trừ đi cái bản ngã, đi đến trạng thái vô ngã, trạng thái của Niết Bàn. Nên qua kinh điển Đại Thừa chúng ta hiểu cái ý đốt thân là phát tâm Bồ Tát hy sinh để phục vụ cho chúng sanh, không kể ngày, không kể đêm, không kể là vật lớn, không kể là vật nhỏ. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời Ngài hành đạo Bồ Tát, Ngài đã từng cứu một bầy cọp với cái thân của mình. Như vậy chúng ta quay lại câu hỏi, thì hỏi là các cái vị tôn túc, ví dụ như Hòa Thượng Thích Quảng Đức, hoặc vả là những cái người chặt tay mình như Tổ Thần Quang chẳng hạn. Tổ Thần Quang khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên Trung Quốc, ngồi diện bích 9 năm ở chùa Thiếu Lâm Tự, thì Tổ mới lại cầu Pháp. Thì Tổ quỳ đó 3 ngày 3 đêm, tuyết rơi đầy xuống luôn. Thì lúc đó Tổ Bồ Đề mới hỏi rằng: con đi đến đây để làm gì? Thì Tổ Thần Quang mới nói là: con để cầu Pháp. Ông là người ta cầu Pháp còn mất cả thân mạng đó, ông quỳ đây 3 ngày mà ông đòi cầu Pháp à. Thì lúc đó Tổ mới chặt cái cánh tay của mình quý vị. Để chi quý vị? Để chứng tỏ cái lòng của mình là vì Phật Pháp mà có thể hy sinh tất cả
là con không có từ nam một điều gì hết. Nên cái mục đích của vấn đề hủy hoại thân thể dính tới mục đích chứ không phải là trên cái hình thức quý vị. Nên á, Hòa Thượng Thích Quảng Đức là tự thiêu năm 1963 ở đại lộ Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt đó. Bây giờ có cái tượng đài tức là Cách Mạng Tháng 8 với Nguyễn Đình Chiểu bây giờ đó, là vì cái gì? Có phải là tự nhiên ngày đốt để cúng dường chơi không? Không phải quý vị. Lúc đó chánh thể của đương thời năm 1963 đó là đang đàn áp Phật giáo và muốn hủy diệt Phật giáo. Thì bây giờ á, là một người con Phật muốn cho Phật giáo tồn tại, muốn bảo vệ được cái nền Phật giáo phát triển lâu dài, thì Ngài mới đứng lên hy sinh cái thân mình là bất bạo động. Mình chỉ hy sinh bản thân mình để gây một cái tiếng vang trên toàn thế giới, ủng hộ cho cái sự bình đẳng phát triển của Phật giáo bây giờ. Nên Ngài nói nếu mà Ngài, cái nguyện vọng của Ngài muốn duy trì Phật giáo ở thế gian, nhất là ở tại Việt Nam này, nếu Ngài, cái nguyện vọng của Ngài đạt được thì cho trái tim của Ngài đốt không cháy. Và cuối cùng quý vị đem vào lò thiêu á, đốt thân của Ngài thì còn lại nguyên một cái trái tim. Lửa 3600 độ đốt vẫn không cháy nổi trái tim. Và trái tim đó người ta gọi là trái tim bất diệt, có nghĩa là tim xá lợi. Như vậy thì Hòa Thượng Quảng Đức đã để lại trái tim xá lợi bao nhiêu năm rồi vẫn còn yên nguyên. Vậy là Hòa Thượng đốt thân để làm chi quý vị? Hủy hoại thân thể mình để làm gì? Để cho Phật Pháp được trường tồn. Nên nhà soạn giả Viễn Châu viết cái bài Quả Tim Bất Diệt đó có cái câu: đạo Pháp trường tồn mới là hệ trọng, còn xác thân này là cát bụi phù du không? Câu rất là hay. Vậy thì có nghĩa là chúng ta vì Phật Pháp, chúng ta vì muôn loại chúng sanh, hy sinh cả bản thân mình đúng trên con đường của Phật Đạo, là con đường Bồ Tát Đạo. Đức Phật Thích Ca lúc Ngài còn là một thái tử, Ngài đã ra đi tìm cầu chân lý để làm gì quý vị? Đâu phải là tìm cho Ngài khỏe, tìm cho Ngài thành Phật đâu quý vị, mà Ngài quán sát thế gian, thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh sâu xé tương tàn với nhau trong cuộc sống, cái nỗi khổ của nhân sinh. Nên Ngài tìm một con đường nào để cứu độ tất cả nhân sinh, chư thiên loài người, và cao hơn nữa là tất cả các loài có sanh, sanh linh, gọi là chúng sanh ở trong pháp giới. Chứ Ngài đâu phải đi tu cho mình đâu quý vị. Tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nên mình tự tu, tự độ, còn độ tha nữa. Nên khi đắc quả Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, bỏ đi tâm ích kỷ của mình. Như vậy thì cái này đặt ra là mình đốt thân như vậy thì có ảnh hưởng gì quá trình tu hành hay không? Nếu một người nào đốt thân mà không hiểu pháp của nhà Phật, đốt thân mình mà không đem lợi gì lợi ích cho ai hết, mà còn nằm trong phiền não nữa. Có nhiều vị đó cúng dường đốt cái tay, đốt hồi la làng, đem bệnh viện tháo khớp, rồi ra quá chừng rên la luôn. Có nhiều người đốt thân cũng cúng dường cho Phật, khi mà lửa cháy lên rồi chạy quá trời, chạy vòng vòng luôn. Nhưng mà quý vị thấy Bồ Tát Quảng Đức đốt thân của mình, ngồi chắp tay niệm Phật. Qua làng khói hương có một vị nhà sư đang ngồi chắp tay niệm Phật quý vị. Ngồi niệm Phật chắp tay thôi, không nhúc nhích. Lửa cháy đến thân thể của mình, ai cái mình lỡ hoặc quẹt quẹt lên cái phỏng cái coi mình còn giật cái la làng nữa. Mà Ngài ngồi bất động, có nghĩa Ngài ngồi trong chánh định, vì Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh mà Ngài ngồi đây, chứ không phải mình đốt thân hồi chạy tùm lum la hết. Như vậy á, thì mình nói cái mục đích của những người hủy hoại thân thể của mình quý vị. Hủy hoại vì cái gì? Vì Phật Pháp. Hủy hoại vì cái gì? Vì tất cả chúng sanh. Cái này là đúng. Như vậy thì người đốt thân này sẽ đắc được đạo quý vị. Còn người mà đốt thân vì cái kiến chấp của mình, có nghĩa là không hiểu đạo, có nghĩa là mình đã bị trong cái tà kiến á, thì ảnh hưởng đến con đường của đạo Pháp, có nghĩa là mình không phá được cái pháp chấp. Giống như các vị tỳ kheo ngày xưa mà hủy hoại thân thể của mình. Còn các cái vị mà đốt liều ở trên đầu của mình đó quý vị, là lúc thọ giới quý vị. Giới pháp của nhà Phật là mạng mạch của Phật Pháp mà. Tỳ ni tạng trụ, Phật Pháp cũ trụ mà. Có nghĩa là giới lực còn thì Phật Pháp còn quý vị. Nên khi thọ giới thì giới lực rất là quan trọng. Nên lúc đó các cái vị giới tử mới phát tâm là đốt những cái liều mà con người mình, cái đầu là cao nhất phải không, cái đầu là tôn quý nhất phải không, đốt chấm ở trên đầu của mình để
thể hiện cái gì? Thể hiện cái tinh thần cầu pháp, quý vị. Cầu pháp đến hy sinh cả một phần thân thể nơi cao nhất, chúng tôi cũng hy sinh để cầu được pháp. Thì những người cầu được pháp đó thì cái giới thể mới lên cao. Một người được đắc giới với hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là giới sư phải thanh tịnh. Điều kiện thứ hai phải có tâm khát khao giáo pháp. Nên mình khát khao giáo pháp, mình hy sinh cả những cái phần thân thể nhỏ này để chứng minh cái lòng hy sinh khát khao được thọ cái giới pháp đó, để được cái giới thể để mà giữ. Vì đây không phải là hủy hoại thân thể mà ảnh hưởng Phật pháp, mà đây là một sự cúng dường, một sự hy sinh để chứng minh mình khát khao để thọ được cái giới pháp, để duy trì cái mạng mạch của Phật pháp. Vì đây cũng là một cái điều tốt. Còn tất cả những cái điều đốt thân, hy sinh cái này, hy sinh cái nọ vì mục đích không phải là Phật pháp, vì cái mục đích riêng và đốt thân mà thân tâm của mình đau khổ, như vậy là ảnh hưởng đến con đường Phật đạo của mình, không thể nào phát triển ở trong tương lai được, quý vị Phật tử. Nên khi mà chúng ta muốn hy sinh thân mình phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật đó quý vị, nên đốt thân của mình là đốt từng phần, quý vị. Nên quý vị về tập đốt đi, mà đốt này là đốt từng phần của bản ngã của mình. Ví dụ hồi xưa sân á, bây giờ mình đốt cái sân nó bỏ đi, mình tham đốt cái tham đó bỏ đi, ganh tị đốt cái ganh tị đó bỏ đi, nó sẽ xuất hiện cái từ bi, cái khoan dung, cái độ lượng, cái tha thứ cho, đừng có cố chấp ở trong lòng nữa. Quý vị, có những người á, làm khổ những người trong gia đình ghê gớm lắm quý vị. Cái gì cố chấp ở trong tâm không à? Có nhiều người á, còn á, là giận chồng giận con lên chùa làm công quả, mà lúc làm công quả không niệm Phật mà lo niệm tới chồng tới con không à? Như vậy á quý vị, nên mình xả cái tâm đó đi, lên chùa làm công quả, lên chùa tu với cái giác ngộ, với cái giải thoát, chứ đừng có đi tu với cái trốn tránh cái này, trốn tránh cái nọ, thì lúc đó sẽ không được cái kết quả đốt thân mà đau khổ đó. Hy sinh vô chùa làm công quả nghĩa là đốt thân trong đau khổ sai, đốt thân trong hoan hỷ thì đúng, có nghĩa là vì tất cả chúng sanh, vì mình, vì tất cả mọi người thì đúng. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, qua phần trả lời vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư thì hy vọng rằng quý vị đã nhận thức ra được vấn đề của câu hỏi. Không làm mất thời gian của quý vị, chúng tôi đến với câu hỏi thứ ba của chương trình. Kính bạch quý thầy, con là Phật tử mới quy y nên chưa hiểu nhiều về giáo lý nhà Phật, có gì sai sót mong quý thầy bỏ qua cho con. Chưa nói đã xin lỗi trước rồi. Thưa thầy, nguyên do là thế này: con có yêu một người và người đó rất là yêu con, nhưng ba mẹ lại không đồng ý, nhưng không nói rõ lý do, nên cả con và cô ấy rất buồn và đau khổ. Riêng bản thân con là con út trong gia đình nên đành lòng nghe theo lời của ba mẹ. Nhưng vì thương con, cô ấy nói nếu như vậy thì cô ấy sẽ tự tử. Hiện tại con không biết phải làm sao. Một bên là gia đình, một bên là cô ấy. Và nếu cô ấy làm thật thì con có mang tội sát sanh không thầy? Xin thầy cho con một lời khuyên, xin tri ân thầy mãi mãi. Đây là câu hỏi cuối cùng của chương trình và chúng con xin mời phần giải đáp của thầy giảng sư. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cũng là tình yêu mãnh liệt. Quý vị Phật tử thân mến, bây giờ anh chàng này đã đi vào trong một cái ngõ là phân hai. Bây giờ là cô này dọa tự vẫn. Nếu mà tự vẫn thì anh sợ là cái tội là tội sát sanh. Thì trong cái luật nói là tự mình sát, bảo người khác sát, hay tùy hỷ khi thấy người sát sát mà vui theo, mới cấu thành cái tội sát sanh, đúng không? Mình sát thì anh ta có sát không? Nếu cô này chết anh ta có sát không? Tự mình sát thì không phải, phải không? Bảo người khác sát thì anh này đâu có bảo cô kia sát đâu, phải không? Và tùy hỷ có nghĩa là vui khi thấy cô kia chết, có không? Nếu không có, anh này không có bị phạm tội sát. Tự cô ta giết mà sao mình phạm ta sát được, quý vị? Ai đâu giết ở đâu đâu không đổ thừa mình, phải không? Như vậy thì chính cô ấy giết cô ấy chứ mình đâu có giết đâu. Nhưng mà mình can ngăn hết lời hết ý thì thôi chứ. Bây giờ cái thân thể mình không quý nữa thì ai quý cho mình chứ, đúng không? Cái đó là xét về cái mặt tội, anh này an tâm đi. Nếu ai muốn tự kết liễu mình thì cái người đó không có dính dáng tới mình hết trơn á quý vị. Chứ tự nhiên người ta đâu, người ta chết cái đổ thừa mình giết à, đâu phải vậy đâu, đúng chưa? Bây giờ mình đặt ra hai cái vấn đề. Là vấn đề cô này là gây áp lực với cái anh này, là chọn gia đình hay là chọn cô này.
thì cái anh này mới chiều theo cái gia đình với cha mẹ. Bao giờ cha mẹ thì vẫn hơn, phải không? Quý vị có đọc cái tác phẩm Chuyện Kiều của Nguyễn Du không? Trong đó lúc đó, đó là Thí Kiều mới nói câu đứt ruột đó: bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn? Nhắn lời thề hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sanh thành. Quyết tình nàng mới hạ tình, để cho thiếp phải bán mình chuộc cha. Làm thân gái đó, ta còn hy sinh cho cha mẹ của mình nữa, thấy không? Huống chi là bậc nam nhi chi chí, vì anh này quyết định đúng. Và quyết định đúng là vì cha mẹ của mình. Tại vì cha mẹ của mình có một à, nhưng người yêu với vợ có thể là khác. Nên quý vị Phật tử mới thấy là trong cái trường hợp này, chúng ta xét quý vị, xét cái thứ nhất là cái cô bạn gái này rất là ích kỷ. Thương cái anh này, nếu mà lòng thương thiệt tình, ta biết hy sinh cho người khác quý vị, chứ người ta không có gây áp lực mà bắt anh phải phản bội cha mẹ của mình đâu. Anh phản bội cha mẹ có nghĩa là anh bất hiếu. Mà cái người yêu mình thật sự mà để cho người yêu mình mang tội bất hiếu, cái đó thương yêu thiệt không quý vị? Cái đó là lời lẽ của đầu môi chót lưỡi đó quý vị, không phải thiệt đâu. Còn người nào yêu thiệt á, ta hy sinh tất cả quý vị. Nếu mà cha mẹ không chịu á, ta vẫn hy sinh luôn cho người kia được an ổn, cho gia đình kia được hạnh phúc. Cái đó mới gọi là tình yêu chân chánh đó. Còn tình yêu muốn giật về mình không, mà muốn lợi ích cho riêng mình không à. Còn cha mẹ, anh em, người kia gì không cần màng tới. Như vậy thì cái người này là một cô dâu, cũng không phải là dâu thảo nữa. Cô dâu mà không nghĩ tới cha mẹ của người kia đang nghĩ gì. Cái thứ hai nữa là mình còn trẻ mà quý vị. Bữa nay cha mẹ không đồng ý, tại sao mình lại không thuyết phục quý vị? Mình ra tay mình thuyết phục đi. Còn muốn thuyết phục như thế nào thì hãy tìm cái cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie đọc, để chinh phục lòng người. Ví dụ như cha mẹ không chịu, mình tìm nguyên nhân tại sao không chịu, thì lúc đó hai bên mới hợp tác nhau. Ví dụ cha mẹ thích ăn bánh thì mua cái bánh lại tặng, tặng riết cũng siêu lòng, đúng chưa? Có nghĩa là tâm mình thành, đang nói tới tâm thành. Tâm thành thì tức ứng, phải không? Như vậy thì tâm mình thương con của bên kia, thương chân thành, mà gọi là thương một cách đàng hoàng đó, giúp đỡ, thì từ từ cha mẹ sẽ chuyển ý quý vị. Sẽ chuyển ý, thấy con mình á, thương yêu quá, mà cô này cũng đàng hoàng, hay đi chùa hoằng pháp niệm Phật, dự phá tu Phật thất, chắc cũng đạo đức, thay đổi ý kiến ban đầu. Chứ bây giờ chắc có lẽ mình cũng quậy quá hay sao đó, nên cha mẹ đây không đồng ý, hoặc vì một lý do nào khác không đồng ý. Như vậy thì mình trở thành đàng hoàng hơn, trở thành thân tình hơn, rồi mình thành tâm hơn. Mình còn trẻ mà còn thời gian dài, chứ đâu phải cưới liền đâu quý vị. Có thể 1-2 năm nữa mình chinh phục từ 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 từ. Nếu cha mẹ siêu lòng đồng ý thì mình sẽ có cái kết quả rất là tốt. Trong khi hai vợ chồng cưới nhau mà hai bên cha mẹ đồng ý hết trơn á, thì lúc đó nó im đẹp trong gia đình, phải không? Còn bây giờ mình gây sức ép với cái anh người yêu mình đi, bỏ cha bỏ mẹ đi về phía bên đây, anh ta mang tội bất hiếu, đi về sống bên mình mà tối ngày anh ta cứ nơm nớm cái việc mà mình phản bội lại cha mẹ này, thì làm sao anh ta sống nổi? Mà mình thương yêu người ta mà để cho người ta đang sống trong tù ngục như vậy, đâu phải là tình yêu chân chánh, đúng không? Như vậy thì cô này cũng thuộc là không phải là tốt đẹp gì lắm đâu. Nếu gây sức ép như thế này thì cái anh này á, phải như thế nào đó, chứ không thôi mai mốt cưới về cô không sống vì ai hết mà sống vì cô không, thì lúc đó gia đình chưa chắc đã là hạnh phúc. Nên cái điều đầu tiên, anh nên thuyết phục cô này hãy đi đến thuyết phục cha mẹ. Còn nếu không được nữa, tất cả các cái đều không được nữa, thì mình sẽ lại có một cách sắp xếp nào đó cho nó đẹp nhất, mà cả đôi bên đều không bị tổn thương gì cả. Nên đây mới gọi là cái tình cảm, đây mới gọi là cái tình yêu chân chính chứ. Nên đó quý vị Phật tử, có một cái đôi này ở dưới miền Tây á, là ở Bạc Liêu, thì là cũng thương nhau như vậy quý vị. Hai bên cha mẹ không đồng ý, dẫn nhau vô khách sạn uống thuốc tự vẫn, chết luôn hai người, làm khổ đau cả hai gia đình hai bên luôn quý vị, làm khổ cho cái người chủ khách sạn người ta luôn. Và mới vừa năm rồi nè, có tờ báo đăng là cũng hai người lọt vào trong cái tình trạng như vậy luôn quý vị. Cái mua xăng về thiêu, mà anh này thì không dám thiêu, nên anh ta kêu cô này cột tay cột chân của anh ta lại, rồi cô này thiêu một lượt. Ai ngờ đâu cột anh ta lại bật lửa lên, cô này chạy ra, anh ta chết, cô này sống quý vị. Như vậy làm cho khổ đau tất cả đôi bên gia đình mà không giải quyết được cái chuyện gì hết. Như vậy thì theo Phật giáo đây là một điều có tội quý vị. Tội cái gì? Tội là gì? Tội là mình làm khổ đau cho người khác thì có tội à.
Còn cái phước là gì? Là mình làm lợi ích cho người khác. Lợi ích cho người khác về mặt thế gian thì có phước báo của hữu lậu. Làm lợi ích cho người khác về mặt xuất thế gian thì có phước báo của vô lậu. Ví dụ như mình ân tống cúng dường để cho tạo điều kiện cho tăng ni tu học, tạo cho điều kiện Phật tử tu học đi đến giải thoát giác ngộ, thì mình được cái nhân quả của phước báo vô lậu, là nhân quả của phước báo làm thánh. Còn ví dụ như mình cho gạo, cho thóc, cho giải, rồi cho người ta ăn mặc nè, đó là phước báo của hữu lậu, tất nhiên là phước của thế gian, lợi ích của thế gian. Nên những cái đó, nếu người nào mà có phước á, thì gặp trong những cái hoàn cảnh khó giải quyết, quý vị sẽ có cách giải quyết nhờ cái phước. Nhưng mà những người nào bế tắc là những người này thiếu cái chữ phước đó quý vị. Nên khi mà mình gặp những cái trường hợp bế tắc này, nhớ lên chùa lại Phật để tăng công đức, đem cúng dường bố thí để tăng cái phước đức lên. Hai cái này nó có được quý vị nhờ Long Thiên hộ pháp, nhờ mười phương chư Phật gia hộ, tìm cho mình một cái hướng nào đi ra cho nó tốt đẹp nhất. Chết thì dễ thôi, nhưng mà giải quyết cho nó tốt đẹp mới là chuyện khó. Chứ chết mà đâu có gì đâu khó khăn đâu quý vị, sống mới khó, phải không? Mà sống cũng chưa khó nữa, mà sống đàng hoàng nó mới khó. Mà sống đàng hoàng cũng chưa khó nữa, mà sống có tu mới khó. Mà sống có tu cũng chưa khó nữa, mà sống có tu tới đắc đạo mới là khó đó quý vị. Nên câu hỏi này đã kết thúc cái chương trình Ánh Sáng Phật Pháp hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, trọn vẹn, đầy niềm vui, sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, vừa qua là phần giải đáp câu hỏi thứ 3 của chương trình. Thì để khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ thứ 28 lần này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tín, trưởng ban tổ chức cũng như là trụ trì chùa Hồng Pháp sẽ có đôi lời nhận xét qua 3 câu hỏi vừa rồi. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ thứ 28, quý vị đã được nghe Đại Đức Giảng Sư giải đáp 3 câu hỏi xoay quanh những vấn đề tu học của mình. Thì Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày tương đối là rõ ràng cụ thể, và chúng tôi thì cũng xin góp thêm một vài ý cho 3 câu hỏi này. Câu thứ nhất nói về là Phật cao một thước, ma cao một trượng. Câu nói này thực ra có lẽ không chính xác. Theo chúng tôi được tìm hiểu ở trong thành ngữ Phật giáo của Trúc Gia Ninh, câu đó là đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, chứ không phải Phật cao một thước, ma cao một trượng. Đạo cao nhất xích, câu này muốn nói đạo đức cũng như sự tu học của chúng ta càng cao thì sẽ gặp càng nhiều chướng ngại. Mình tu một thì những chướng ngại đó nó tới 10. Thì trong này chúng ta phải hiểu chữ ma. Ma là gì? Ma có nghĩa là những thế lực phá hoại thiện căn, dứt tuệ mạng, hoặc là làm chướng ngại, nhiễu loạn, phá hoại thân tâm của chúng ta, đó gọi là ma. Vậy thì đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, câu này nhằm nói lên việc tu hành của chúng ta luôn luôn có những thử thách, những sự ngăn cản, phá hoại. Để làm gì? Đó cũng là điều kiện cần để chúng ta thành tựu được đạo quả. Bởi vì ngay như ở tại thế gian, chúng ta muốn thành tựu một việc gì cũng cần phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, chứ không dễ dàng gì đạt đến mục đích. Vậy thì việc tu hành của chúng ta
cũng phải gặp những cái ma chướng mà như vừa nãy Đại Đức Giảng Sư đã trình bày, gồm có tứ ma ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác đã dạy là bốn con ma: phiền não ma, tử ma, ngũ ấm ma và thiên ma luôn luôn phá hoại chúng ta. Ngay như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi thành đạo cũng bị ma vương đến quấy phá, làm cản trở tiến trình thành đạo của Ngài. Như vậy thì không phải ở trên cuộc đời này ai làm điều tốt cũng suôn sẻ. Ngay như quý thầy đi tu, cả đời làm những cái việc tốt chứ đâu có hại ai. Thế nhưng cũng có rất nhiều người không thích, không đồng tình, thậm chí còn phá hoại. Thì đó gọi là gì? Đó gọi là ma. Chẳng hạn như bây giờ chúng tôi là những người đi xuất gia như thế này, cũng mong muốn làm thế nào đó để cho các vị biết Phật Pháp, biết tu học. Đó là mục đích chính. Thế nhưng quý vị cứ suy nghĩ xem coi, có phải ai cũng hưởng ứng những cái việc làm của chúng tôi không? Không có đâu. Cũng có rất nhiều người ganh tị phá hoại. Mà ganh tị phá hoại đó gọi là gì? Ma. Rồi chưa kể đến cái việc mà còn những tình cảm luyến ái đến quyến rũ, thì cái đó là gì? Cũng là ma. Vậy thì ma là những thế lực phá hoại, làm cản trở những cái bước tiến tốt đẹp của chúng ta. Mà theo chúng tôi nghĩ điều này tất cả những người tu đều phải có và phải trải qua. Và nó cũng là những điều kiện rất cần thiết để chúng ta tiến đến con đường giác ngộ giải thoát. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là nói về những người mà hủy hoại thân thể có ảnh hưởng gì đến việc tu học giải thoát hay không. Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày rất rõ ràng. Thì theo chúng tôi thì có thêm cái ý, trên tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, nhất là lý tưởng Bồ Tát Đạo, thì lấy lục độ làm căn bản. Lục độ là 6 cái pháp tu: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Một người muốn thành tựu đạo quả thì phải tu tập 6 pháp này. Thì trong 6 pháp này có pháp đầu tiên là bố thí. Bố thí nghĩa là đem cho. Đối với hành giả tu Bồ Tát Đạo, điển hình như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nếu đọc về Túc Sanh Truyện, đọc về những cuộc đời quá khứ của Ngài, chúng ta thấy Ngài trải qua rất nhiều hạnh, trong đó đặc biệt là bố thí. Bố thí những thứ ở bên ngoài, thậm chí đến vợ con cũng bố thí, và ngay cả bản thân của Ngài cũng bố thí. Trong Túc Sanh Truyện có kể là trong quá khứ Ngài là thái tử con vua, đi vào rừng thấy những con cọp đói sắp chết, Ngài xả cái thân để cho cọp ăn, cứu sống những con cọp đó. Nhưng mà việc xả thân của Ngài là gì? Vì cầu đạo. Đó là cái ý thứ nhất, là vì lợi ích cứu khổ chúng sinh mà hy sinh cái thân này. Ý thứ hai là vì cầu đạo nên sẵn sàng hy sinh thân này. Nếu quý vị tìm hiểu ở trong kinh Hiền Ngu, chúng ta thấy rất rõ, trong quá khứ Đức Phật vì cầu nghe một bài pháp mà pháp sư họ ra điều kiện phải khoét thân từng lỗ mà hàng trăm lỗ như thế, đổ dầu vào đốt thành lửa để cúng dường, họ sẽ nói cho một bài pháp. Vì cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho nên Ngài sẵn sàng làm việc đó để học được bài pháp, để thành tựu được đạo quả. Như vậy, việc hủy hoại thân thể để hy sinh vì việc thành tựu đạo quả, hủy hoại thân thể vì
cứu khổ chúng sinh để thành tựu được hạnh bố thí. Thì đây là tinh thần Bồ Tát Đạo. Và nói một cách nào đó, trong quá khứ Đức Phật là một người làm những việc chưa ai làm nổi, nhẫn những việc chưa ai nhẫn nổi. Như vậy Ngài mới được xưng là Lưỡng Túc Tôn, là bậc đầy đủ phước đức và trí tuệ. Như vừa nãy Đại Đức Giảng Sư nói, nếu mà chúng ta bị một ngọn lửa nào đụng vào tay là chúng ta la làng rồi. Còn các Ngài dám đốt cả thân như thế, như Ngài Thích Quảng Đức. Rồi trong quá khứ Đức Phật dám đốt thân mình làm ngọn đèn để học một bài pháp, dám bố thí thân để cho cọp ăn trong khi con cọp sắp chết. Thì đó là những cái hạnh lợi tha, là vì sự cầu đạo để mà thực hiện cái bố thí thân của mình. Không như những người vì một cái gì đó mà chúng ta hủy hoại thân, thì điều đó không có phù hợp và không đúng. Riêng cái câu thứ ba thì có lẽ rằng Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày rất rõ rồi. Thì chúng tôi lấy bản thân mình, ngay từ khi đi tu còn nhỏ cho đến bây giờ thì cũng bị một vài người hâm, nếu mà không thương họ thì họ sẽ tự tử chết. Thế nhưng mà chúng tôi thì vẫn tỉnh bơ, và cuối cùng cũng không thấy họ chết, và thấy cái bộ cũng không xong thì họ cũng đi lấy chồng. Thì đó là cái kinh nghiệm của chúng tôi. Thì hôm nay qua ba câu hỏi này được Đại Đức Giảng Sư đã trình bày tương đối là rõ ràng cụ thể, chúng tôi chỉ thêm một vài ý vào ba câu hỏi này. Thay mặt ban tổ chức xin thành thật tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của Phật tử. Và kính chúc Đại Đức luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật hỏi con sao lâu về thế, bụi thời gian che khuất trăng non, bóng ngã dài lối cũ đường mòn, quay đầu lại bên bờ quá xa. Phật cười bảo đàn con thật lạ, nắng hoàng hôn cứ ngỡ nắng mai, chân không bước ngồi trách đường dài, dòng rưỡi mãi ngã nằm ngã bay. Phật từ bi thân thương dạy bảo, gắng lên con rời bỏ hóa thành, nhanh lên con kiếp sống mong manh, ra nhà lửa tu hành vãng sanh. Phật hỏi con sao lâu về thế, bụi thời gian che khuất trăng non, bóng ngã dài lối cũ đường mòn, quay đầu lại bên bờ quá xa. Phật cười bảo đàn con thật lạ, nắng hoàng hôn cứ ngỡ nắng mai, chân không bước ngồi trách đường dài, dòng duỗi mãi ngã nằm ngã bay. Phật từ bi thân thương dạy bảo, gắng lên con rời bỏ hóa thành, nhanh lên con kiếp sống mong manh, ra nhà lửa tu hành vãng sanh. Phật hỏi con sao lâu về thế,
bụi thời gian che khuất trăng non, bóng ngã dài lối cũ đường mòn, quay đầu lại bên bờ quá xa. Phật cười bảo đàn con thật lạ, nắng hoàng hôn cứ ngỡ nắng mai, chân không bước ngồi trách đường dài, dòng rưỡi mãi ngã năm ngã bảy. Phật từ bi tân thương dạy bảo, gắng lên con rời bỏ hóa thành, nhanh lên con kiếp sống mong manh, ra nhà lửa tu hành vãng sanh. Phật hỏi con sao lâu về thế, bụi thời gian che khuất trăng non, bóng ngã dài lối cũ đường mòn, quay đầu lại bên bờ quá xa. Phật cười bảo đàn con thật lạ, nắng hoàng hôn cứ ngỡ nắng mai, chân không bước ngồi trách đường dài, dòng duỗi mãi ngã nằm ngã bay. Phật từ bi thân thương dạy bảo, gắng lên con rời bỏ hóa thành, nhanh lên con kiếp sống mong manh, ra nhà lửa tu hành vãng sanh. Phật hỏi con sao lâu về thế, bụi thời gian che khuất trăng non, bóng ngã dài lối cũ đường mòn, quay đầu lại bên bờ quá xa. Phật cười bảo đàn con thật lạ, nắng hoàng hôn cứ ngỡ nắng mai, chân không bước ngồi trách đường dài.